làm tay chân cho người què cuột, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con chọn con. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.
sông, sông du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dặn dìu dẫn Chúa trong tình mồi tiêu thâm nồng. Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian, tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết, thánh giá nhuộm máu bằng chứng cho tình yêu, đấng thánh từ hiền làm giá chuộc trần gian. Có một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sông du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dần dìu dẫn chưa trong tình mồi tiêu thâm nồng. Tình nào yêu con đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất, Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu, Chúa muốn đời con là khúc nhạc tình
Chúa, có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuồng thần duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dầm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài, đường tâm giá xa vời, sâu con chỉ ngả thao vân mà thôi. Con dâng lời ca tán cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chưa, giúp con kiên trì khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuồng về Chúa, xin cho tình con không hề hoen đua, hướng chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vun trọn một niềm hiếu chung. Chúa để hồng truyền sức sống vô biên.
tấm bánh thơm ngon được mẹ ra hiến trao muôn người. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất, Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thập giá, Chúa đấng trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa, con sẽ là bí tích linh thiêng, con một đời hiến tế hy sinh, con đem lời giáo huấn trao ban lời, lời chân lý đến cho muôn người. Trên bàn thờ thập giá, Chúa đấng trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn dùng con trong thân phận của con, để con tìm cứu các sinh linh, hằng hướng tới vô biên, tiếp nối yêu thương bằng con tim mở ra vô cùng. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất, Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thập giá, Chúa đấng trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Trăm năm chưa tròn ước mơ,
trần gian thôi cũng ra từ được bên Chúa nguồn sống vui, thuyền đời con tới bờ ước mong. Này đây con nghe Chúa gọi về, lòng con không còn lưu luyến. Này đây con đáp tiếng xin vâng, đã chọn niềm vui nhà Chúa. Tình Chúa ôi á nhiệm màu, sắc tình yêu còn mãi tươi màu. Đẹp thay cung điện nhà Chúa, con như chim sẻ nấu nương, chẳng mang ước vọng xa vời, chỉ mong có ngần ấy thôi, được nhỏ bé khuất chìm Chúa. Bài ca con hát cuối cuộc đời là đầy tâm lòng yêu mến. Tạ ơn Thiên Chúa đấng cao tôn, ôi nguồn tình yêu tuyệt mỹ. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á cao. Xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á nhiệm màu. Chầm lắng Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào, nước mắt vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên, con Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ, bước diêu huyền con đi. Nước mắt tình yêu, nước mắt hoan hài, tình yêu Ngài thiết kín cả tâm tư. Con tiến lên lạy Chúa, từng bước lâng lâng cho hồn chìm xuống, nghe không gian tan nát. Tuổi xuân xanh xin cho một lần đường khóc, khóc vì yêu thương, khóc vì hân hoan. Từng bước con đi lên, còn lâng lâng hân nhạc trầm lắng Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào, nước mắt vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra anh là người yêu. Lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ, bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoan hài, tình yêu Ngài viết kín cả tâm tư. Con tiến lên.
lên lạy Chúa, Ngài dẫn con đi trong hồn thổn thức như nay kia ngỡ ngàng. Mộng mơ thay đi trong chiều vàng, Ngài dìu từng bước, bước đường thênh thang gió mừng reo vang. Lâng lâng thân nhạc trầm lắng Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào, thì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ. Con đi nước mắt tình yêu, nước mắt hoan hài, tình yêu Ngài thiên tín là tâm. Con tiến lên lạy Chúa, từng bước đi lên nghe hồn rạng rỡ và tình Ngài thắp sáng và bâng khuâng khi nghe một lần bản nhạc tình ai ưa đầy trong tim những chiều êm mơ. Từng bước con đi lên, còn lâng lâng thân nhạc trầm lắng Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào, thì chợt nhận ra mình là người yêu.
Con trân trọng kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Con về quản nhiệm giáo xứ Hoàng Nguyên từ ngày 17 tháng 11 năm 2018 đến hôm nay là được hơn 3 năm. Trong thời gian hơn 3 năm thì đây là lần thứ tư con đứng tại chỗ này và cũng nói những lời như hôm nay. Chỉ có điều năm nay đặc biệt hơn 3 lần trước với cha Giuse Tuấn, cha Pedro Lê Thủy Hậu hay là cha Giuse Đủ, với cha Long thì lại hoàn toàn khác. Là bởi vì ngày 18 tháng 11 vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội đã ký quyết định nâng cổ liêu từ giáo họ lên hàng giáo xứ. Và quyết định đó có hiệu lực kể từ ngày ký. Có nghĩa rằng cha Long là cha tiên khởi của giáo xứ cổ liêu. Cha Đủ, cha Tuấn hay là cha Đệ chỉ là cha tiên khởi của giáo họ thôi, nhưng mà cha Long thì là tiên khởi của giáo xứ. Và đây là một cái niềm vui rất lớn với cách riêng cha Long cùng với toàn thể giáo xứ cổ liêu. Niềm vui này lại được nhân lên gấp nhiều lần khi mà trong ngôi nhà thờ cổ kính hơn 100 tuổi có sự hiện diện của các thành phần dân Chúa. Trước hết con xin trân trọng giới thiệu với cộng đoàn một người rất là thân quen và luôn có một cái vai trò quan trọng với các tân chức. Năm ngoái Ngài ngồi ở đây với tư cách là nghĩa phụ. Năm nay Ngài cũng ngồi ở đây với tư cách là nghĩa phụ. Nhưng năm nay Ngài còn sinh đôi nữa. Đó là cha Giuse Nguyễn Văn Tuyền. Chúng ta cùng chúc mừng Ngài và một tràng hoa tay. Một người rất là quen, thế nhưng mà đi lâu lâu hôm nay mới về. Không biết là cổ liêu còn nhớ là ai không? Cha Nguyên Chính Sứ Giuse Đào Bá Thuyết, chúng ta chào Ngài và một tràng hoa tay. Hiện diện ở đây ngoài toàn những cha quen, cha Phaolô Kiều, cha Giuse Tuấn, cha Giuse Đủ, cha Giuse Đệ, toàn là cha những người con của cổ liêu, và thêm cha Doan ở bên Hoàng Nguyên nữa. Chúng ta cùng chào mừng các ngài bằng một tràng hoa tay. Mặc dù dịch Covid vẫn diễn biến khá phức tạp, nhưng hiện diện trong ngôi nhà thờ này vẫn có đông đảo quý sơ, quý thầy cùng với quý hội đồng mục vụ và quý khách xa gần, những người liên hệ với cha mới và những nơi mà cha mới đến để phục vụ. Chúng ta cùng chào mừng nhau bằng một tràng pháo tay thật đông đúc. Có một người nếu như mà không nhắc đến thì coi như thánh lễ hôm nay không có giá trị. Đó chính là cha mới Giuse Đinh Văn Long. Chúng ta chào mừng Ngài một tràng pháo tay. Trong niềm hân hoan của ngày tạ ơn, con xin giới thiệu ông trùm của giáo xứ lên thay lời cho cộng đoàn, có đôi lời thân thưa với cha mới, với cộng đoàn, và có lời chúc mừng cũng như chia sẻ niềm vui với bà cố và các anh chị em của cha mới. Xin phép được thay mặt cộng đoàn giáo xứ Hồng Ân Thiên Chúa Bao La, muôn đời con mãi ngợi ca khen Ngài, trọng kính cha xứ, quý cha lục đế, thưa quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý khách và quý cộng đoàn dân Chúa. Con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu có lời chúc mừng cha tân chức. Kính thưa cha tân chức, hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2021, cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu hân hoan mừng đón cha tân chức, người con quê hương giáo xứ
về dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa tại ngôi thánh đường của Niêu, đồng hành cùng cha từ thơ ấu đến nay. Niềm hân hoan vui mừng được gửi đi từ khúc lành của Thiên Chúa ban tặng, bởi Thiên Chúa đã chọn người con ưu tú, một hạt giống tốt lành của giáo xứ chúng con được Thiên Chúa gieo trồng, cùng biết bao hy sinh cố gắng học tập tu luyện, cùng sự giúp đỡ cầu nguyện của mọi người trong giáo xứ, đặc biệt là thân phụ của cha, qua bao năm tháng vất vả mong chờ, và chính hôm nay đã nở, đã suy hoa kết trái. Thưa cha thượng chức, trong niềm vui trọng đại hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu xin hiệp cùng cha dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa vì hồng ân cao cả ngài ban cho cha. Cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu trân trọng chúc mừng hạnh phúc cao quý nhất tới thân phụ của cha thượng chức đang hiện diện giữa cộng đoàn hôm nay. Chúng con cũng chung chia niềm vui với quý quyến trong gia đình huyết tộc và linh đông, có người con, người em trở thành linh mục của Chúa Kitô. Thư kính thưa cha thượng chức, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, có lẽ khi trong cuộc không dám nghĩ tới mình có ngày hôm nay, bởi đường đi tu quá gian nan vất vả và khó khăn. Thế nhưng khi Thiên Chúa đã chọn thì dù người ấy có ở trên núi hay biển cả xa xôi thì Ngài cũng kéo về với Ngài, như Thánh Phaolô đã viết: không có sự gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Chính tình yêu Đức Kitô thúc bách để cha được Chúa tuyển chọn lên hàng linh mục phục vụ Chúa và tha nhân trong sứ vụ mục tử. Chúng con kính chúc cha thượng chức hôm nay luôn là chứng nhân trung thành, làm mũi men cho đời và là ánh sáng trần gian, để hạt giống tin mừng luôn trở hoa kết trái trên cánh đồng mà cha gieo trồng. Đặc biệt sự vượt qua khó khăn trở ngại để đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô từ nơi cha, cha còn là nguồn cảm hứng khích lệ lớn lao cho những người trẻ của Liêu hôm nay vững bước dấn thân trên hành trình ơn gọi đặc biệt này. Thưa cha, hồng ân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa hôm nay chắc chắn nắng lòng một dấu ấn cao đẹp với cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu. Niềm hân hoan vui mừng không thể nói hết bằng lời. Cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu chúng con xin được gửi tất cả tâm tình của mọi thành phần dân Chúa và bó hoa tươi chút quả mọt mừng cha đứng trước, xin cha vui nhận. Xin kính chúc cha thượng chức, quý cha đồng thể, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý khách, quý cộng đoàn dân Chúa tràn đầy hồng ân và bình an của Chúa Kitô là đấng giàu lòng thương xót, con xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và quý cộng đoàn, thánh chức linh mục mà con mới được lãnh nhận là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa thương ban. Đó cũng là sự kết dệt từ bao công lao vất vả, sự hy sinh, giúp đỡ và lời cầu nguyện của biết bao người. Vì vậy, trong thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục hôm nay, con xin dâng lời tri ân cảm tạ. Trước hết, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho con. Con cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Con nhớ đến các bậc đã phục vụ trong giáo xứ: cha cố Phaolô Vũ Ngọc Trình, cha cố Giuse Maria Bùi Tám và những ai trong giáo xứ Cổ Liêu đã qua đời. Cách riêng là linh hồn Giuse bố của con cùng các bậc tổ tiên nội ngoại. Với tất cả những ý nguyện đó, giờ đây anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận, Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha Chí Nhân, xin nghe lời con khẩn nguyện, xin mở lòng con đón nhận ánh sáng của Thánh Thần, để con thực sự nên người linh mục Cha mong muốn, đó là người đem hết lòng tin mà cử hành các mầu nhiệm thánh, đem hết khả năng mà phục vụ cộng đoàn, và sống cả cuộc đời với Cha cho trọn tình con thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán, đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó là lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa chính là Thượng Đế con thờ. Con sẽ thưa rằng Chúa chính là Thánh Lễ Cha Cha. Là núi đó con ân mình ơi đấng cứu độ. Bên Ngài thôi, bên Ngài đeo vui suốt ngày. Hát vang lên tình yêu Chúa ấy hát vang lên. Vì tình yêu Chúa muôn muôn đời ấy hát vang lên. Con làm thế nhưng con sẽ nhớ làm chuyện. Vì công của người muôn đời con sẽ làm chuyện. Chúa vẫn trung thành đến muôn đời. Chúa vẫn trung bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ vững đúng lời tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã chuyển lại cho anh em những điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi đến nhóm 12. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em cùng một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã được ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Ngài nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc bờ biển Galilê, người thấy Simon và em là Andrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Ngài. Đi xa hơn một chút nữa, Ngài thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Ngài liền gọi các ông: hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê lại ở trên thuyền cùng với các người làm công mà đi theo Người. Đó là lời Chúa. Thưa cùng đoàn phục vụ, được sinh ra làm người, làm con Chúa là một quyền nhiệm. Được Thiên Chúa tuyển chọn mời gọi làm linh mục của Chúa lại là một quyền nhiệm cao cả hơn. Đứng trước tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể thốt lên: tất cả là hồng ân Chúa. Và đó cũng là câu kim chỉ nam cho đời sống linh mục của cha Giuse Long. Thiên Chúa thường khởi sự từ những cái nhỏ bé, bình thường, có thể nói là tầm thường của con người, để làm nên những việc phi thường trọng đại cho nhân loại. Cha Thánh Gioan Maria Vianney là một chủng sinh kém cỏi. Sau khi học xong chương trình chủng viện, thì Đức Giám Mục cứ băn khoăn không biết con nên truyền chức linh mục cho thầy Vianney không, thì sai một cha giáo đến khảo sát lại. Cha giáo hỏi thầy Vianney mấy câu hỏi mà chẳng trả lời được câu nào. Đến độ cha giáo ấy bực mình lộ tiết, không kiềm được mình, đập bàn đánh dầm một cái và nói với cả thầy Yên Lê: thầy dốt như là một con lừa. Với con lừa như thầy thì giáo hội trông chờ được gì? Thế nhưng mà thầy Yên Lê vẫn ôn tồn trả lời cha giáo của mình: ngày xưa Samson dùng có mỗi cái hàm con lừa thôi mà đánh đuổi cả được một đội quân Philistine, huống hồ rằng cả một cái con lừa to đùng như con thế này mà chẳng nhẽ Chúa lại không làm gì được sao? Và thầy Vianney đã làm linh mục. Khi làm linh mục được sai về xứ ạ, cha Vianney không biết đường về nhà xứ ạ, đến độ phải hỏi một cái trẻ em mục đồng: con ơi, con chỉ cho cha đường về xứ ạ. Và Ngài khẳng định chắc định: con chỉ cho cha đường về xứ ạ, cha sẽ chỉ cho con đường về trời. Cha Vianney đã biến đổi cái xứ ạ khô khan
thành một sứ đạo đức thánh thiện. Cha chỉ cho muôn muôn người đường về trời. Từ một chủng sinh kém cỏi về học vấn, từ một linh mục soạn bài giảng vẫn còn sai chính tả, Cha đã trở nên một vị đại thánh, trở nên một gương mẫu tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của người mục tử đối với đoàn chiên. Cha đã trở nên vị quan thầy cho tất cả các linh mục trên toàn thế giới. Đấy là mầu nhiệm của ơn gọi. Tất cả các bài đọc lời Chúa hôm nay cũng nói đến mầu nhiệm của ơn gọi. Chúng ta thấy bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Jeremiah. Chúa gọi chọn Jeremiah. Chúa biết Jeremiah trước khi thành hình trong lòng mẹ. Chúa đã thánh hóa ông trước khi lọt lòng mẹ. Chúa đã sai ông đi đặt lời của Chúa vào miệng của ông. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng nói đến cái ơn gọi của mình. Chúa đã gọi chọn Phaolô khi ông đang bách hại đạo của Chúa. Chúa đã làm cho Phaolô trở thành tông đồ dân ngoại, một tông đồ hiền thành, mang tin mừng của Chúa, xả thân vì tin mừng. Rồi sang đến bài tin mừng thì chúng ta thấy Chúa Giêsu tuyển chọn 4 môn đệ đầu tiên. Chúng ta theo cách suy nghĩ của con người, nếu chọn ai nối nghiệp hay là tiếp bước cái sứ nghiệp của mình thì chúng ta phải chọn những người có nhiều tiêu chí lắm. Thứ nhất là sức khỏe, tài năng, có mối quan hệ tốt, có những kinh nghiệm chuyên môn. Đang nghe Chúa Giêsu tuyển chọn các tông đồ, Ngài phải đến các trường đại học để mà thu phục các nhân tài, thì đằng này Ngài lại đến bờ biển kêu gọi những con người làm nghề thuyền trài bắt cá quê mùa ít học. Tuy nhiên Chúa đã biến đổi những con người quê mùa chất mát ấy trở thành những sứ giả tin mừng cộng tác với Chúa để mang ơn cứu độ cho cả và nhân loại. Chúa đã biến đổi họ từ những con người bắt cá trở thành những người đi bắt các linh hồn, chinh phục các linh hồn về cho Chúa. Đấy là quyền nhiệm của ơn gọi. Kính thưa cùng đoàn, tôi hơn cha Du Xe Long chưa đầy một giáp. Thế nhưng mà tôi thì tôi biết cha Long khi cha Long vẫn còn được bà cố bế ngửa cơ. Nói ơi thế nào bà cố cũng nhớ. Bà cố mới nhớ là khi mà năm bà cố sinh cha Long, có một buổi tối bà cố hay bế cha Long đi lên trên giáo họ Đạo Nguyên để dạy người ta dâng hoa kính Đức Mẹ. Năm đó là con vẫn còn bé mà đi xem thì thấy rõ lắm. Bà cố vừa bế em Long, vừa đánh trống tung tung, vừa hát, vừa dạy hướng dẫn người ta dâng hoa để kính Đức Mẹ. Thôi con nghĩ rằng cha Long làm linh mục là ước nguyện lớn lao của bà cố. Tuy nhiên thì Thiên Chúa còn biết cha Long trước khi thành hình trong lòng của bà cố cơ, và đã thánh hóa cha Long trước khi lọt lòng mẹ. Cho nên cha Long được sinh ra trong lời cầu nguyện của bà cố, với những lời kinh, với những tiếng hát, với những lời ca vang đong đầy, cũng như với những giọt mồ hôi nước mắt vất vả của ruộng vườn. Bên cạnh ân tình của bà cố thì cha Long còn được nuôi dạy,
bởi sự cương nghị bác ái cần cù lao động của ông cố. Khi ông cố đi làm xe bò kéo, chở đất, chở tre, chở cát, nặng nề vất vả nắng mưa, tôi có hân hạnh được đi xe bò kéo với ông cố nhiều lần. Ông cố rất khỏe. Có một lần đi xe bò kéo xúc đất, thì bao giờ ông cố cũng xúc đầy xe trước. Thế tuy nhiên thì sau khi xúc cái đầy xe trước ấy, thì bao giờ ông cố cũng xúc đất vào xe cho tôi. Thế là hai ông con cùng đi. Đến khi cha Long mời tôi chia sẻ hôm nay, thì tôi nói với cha Long thế này: sao cha không mời một cha khác để nó mới mẻ so với cái viên này? Thì cha Long nói với tôi: vì đầu đời ơn gọi của cha tôi có ảnh hưởng. Không biết là tôi ảnh hưởng tốt hay là xấu cho cha Long không biết. Tuy nhiên thì tôi nhớ là khi cha Long có ý định đi tu, thì cha Long có chia sẻ với tôi, và tôi thì đã giới thiệu cha Long đến gặp cha Cố Tuyền khi ngài đang ở Bãi Đồ. Trong suốt cái thời gian cha Long đi học đại học trong miền Nam và chủ viện, thì tôi ít có dịp gặp cha Long để chia sẻ. Tuy nhiên tôi vẫn biết rằng trong khoảng thời gian học đại học và học đại chủ viện, cha Long đã trải qua nhiều thử thách gian nan. Khi ông cố mất, bà cố thì già cả, đau yếu luôn. Có thể phận làm con út chút cửa nhà, lòng vẫn nhói lên lời: tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha dưỡng mẹ, lo việc cửa nhà, lấy vợ con như những người bình thường khác, có phải là dễ hơn chăng? Không những là cha Long được là con út chút cửa nhà, mà còn chút cả cái vẻ thanh tao, đẹp trai, thư sinh của ông bà cố truyền lại nữa. Cả suốt thời gian học đại học trùng viện, cũng có biết bao nhiêu những cô gái thầm yêu trộm nhớ, muốn chiếm lấy cả trái tim và cuộc đời của cha Long. Và đấy cũng là những thử thách gian nan đấy. Có những lần cha Long bị sức khỏe giảm sút, tưởng chừng như là cái việc đi tu phải dừng lại. Nhưng mà Chúa thì Chúa vẫn đồng hành. Chúa vẫn thôi thúc cha Long: hãy theo ta, đừng có mơ tưởng mà đi về quê Cổ Liêu, lại làm gì, làm thịt bò ngày đêm như biết bao những người khác. Mà những người khác thì người ta đang làm thịt bò tốt hơn cha Long nhiều. Cho nên hãy cứ theo ta, ta sẽ đặt lời của ta vào miệng ngươi, để ngươi tuyên sống như là Jeremiah. Ta sẽ ban cho ngươi trở thành tông đồ, mang lời của ta đến cho muôn dân như là Thánh Phaolô. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành những người đi trải lưới người, đi chinh phục các tâm hồn như các thánh tông đồ. Và hôm nay cha Long đã trở thành linh mục yêu dấu của Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, cha Thánh Gioan Maria Vianney đã nói với trẻ mục đồng: con chỉ cho cha đường về xứ ạ. Cha sẽ chỉ cho con đường về trời. Linh mục là người chỉ cho muôn dân đường về trời với Chúa. Và không những chỉ là người chỉ đường, mà chính linh mục cũng là con đường về trời với Chúa. Cha Long mà tên là Long thì có nghĩa là gì? Là rồng.
mà cũng có biết bao nhiêu những người tên là Long thì cũng có nghĩa tên là Rồng. Tuy nhiên Rồng thì cũng có nhiều loại rồng. Có loại rồng bằng kim cương, rồng vàng, rồng bạc, rồng sắt hay là rồng đất. Cha Long là rồng nối trời với đất, nối Thiên Chúa với con người, và nối tình liên đới giữa người với người với nhau. Cha Long không những là cây cầu rồng linh mục bằng kim cương, bằng vàng, bằng bạc, nhưng mà cha còn là cây cầu rồng của lòng thương xót Thiên Chúa. Cha còn là cây cầu rồng linh mục của hồng ân Chúa. Để từ nay qua cây cầu linh mục của cha, Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên nhân loại. Và trên con cầu này thì nhân loại cũng trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch tình thương và ân sủng của Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho Cha Long luôn trở thành một cây cầu vững chắc, kiên cố trong tình yêu và sự thánh thiện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Cha Long để Cha mãi mãi là người chỉ đường về trời trung kiên, cần mẫn khôn ngoan cho nhân loại được về trời qua việc Cha chu toàn sứ mạng linh mục một cách trung tín tốt đẹp, để Cha tiếp tục ra đi giữa thế gian mà rao giảng, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối dây cực thánh của tình yêu Chúa với quả tim loài người. Amen. Anh chị em thân mến, chính Chúa Kitô đã chọn các tông đồ, sai các ngài đi rao giảng tin mừng và phục vụ dân thánh. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban hồng ân thánh chức linh mục, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời chúc tụng và nguyện xin. Để phục vụ dân Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh ngày càng có nhiều vị mục tử tài đức, thánh thiện, khôn ngoan và sáng suốt trong đời sống mục vụ, để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện. Được Chúa chọn và sai đến với các cộng đoàn để củng cố đức tin của các tín hữu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Ngài thật lòng mến Chúa và yêu thương mọi người, luôn nêu gương khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và trong sạch, để mọi người nhìn thấy Chúa qua cuộc sống chứng tá của các Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tân linh mục đây, xin cho Ngài được đầy tràn ơn khôn ngoan và can đảm của Chúa Thánh Thần để lướt thắng những thử thách trong đời mục tử. Nhờ đó Ngài có thể trung thành và hiến thân phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách đắc lực nhất trong sứ vụ Chúa trao. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.
cho mọi người luôn biết quý trọng và chân thành cộng tác với các linh mục, để đời sống cộng đoàn luôn được hiệp nhất, yêu thương và ngày một trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con lê cầu Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho một số người nhân danh Chúa mà giảng dạy, hướng dẫn và thánh hóa dân Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin, để việc phục vụ anh chị em cũng như chính cuộc đời linh mục chúng con vừa nên hữu ích cho tha nhân, vừa góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin rủ thương chấp nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến. Xin nhìn đến Đức Kitô, người vừa là tư tế vừa là của lễ. Chính người đã cho con tham dự vào chức tư tế của người. Xin dạy con biết cùng với người dâng mình làm của lễ thiêng liêng, đáng được Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: tất cả các con
xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con ta hiện đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng đời đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, mà mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân phận quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lời xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bọn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh đông đủ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là cha toàn thân trong sự hồng đức của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đang nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chào nhà Chúa, mừng là nhà con. Nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho con tìm được sức mạnh nhờ bánh ban sự sống. Chúa lại cho con tìm được niềm vui nhờ chén ban ơn cứu độ muôn đời. Xin cho con một niềm tin vững mạnh để phục sự Chúa. Xin cũng cho con một tinh thần bất khuất, một lòng mến chân thành, để con dám xả thân giúp anh chị em đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, linh mục là chức vụ vô cùng cao quý. Đó là hồng ân mà Chúa đã dành cho cha Giuse. Nhưng bản thân linh mục cũng có người, con là con người yếu đuối mỏng ròn. Tân linh mục cũng cần đến những lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Giờ đây, chúng ta cùng đọc kinh cầu tân cho tân linh mục. Chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn đứng. Kính mời tân linh mục quỳ trước bàn thờ. Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban, Chúa xin người đưa ban cho con đi. Theo con hãy xin Chúa sai cho con đi. Lạy Chúa, hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con người đưa ban là những người đi. Chúng con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, trong tâm tình của người con trở về với quê hương trong sứ vụ mới, tân linh mục có lời tri ân tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn. Chúng con xin được trân trọng kính mời cha. Kính thưa cha cố Giuse, kính thưa cha xứ Phaolô, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày hồng phúc và đáng nhớ trong cuộc đời của con. Ngày con được dâng thánh lễ đầu đời linh mục
ngay tại quê hương Cổ Liêu thân yêu này. Trong giờ phút thiêng thánh này, từ nơi sâu thẳm của cõi lòng, con muốn nói lên hai tiếng tạ ơn. Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse quan thầy của con, vì biết bao ơn lành và tình thương của Chúa đã ban cho con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý bề trên Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, người đã tin tưởng đặt tay chuyển chức linh mục và cho con được chia sẻ sứ vụ mục tử với Ngài. Con xin tri ân Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, cũng như quý cha đang làm việc tại Tòa Tổng giáo mục Hà Nội. Các ngài đã nhận con vào chủng viện, nuôi dưỡng và truyền đạt cho con những kiến thức cần thiết để con có thể thi hành các vụ linh mục cho Chúa và giáo hội. Con cảm ơn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, là người con của quê hương Cổ Liêu. Vì công việc mục vụ nơi giáo phận, Ngài không thể về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay, nhưng Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến giáo xứ, đến gia đình và cá nhân con. Con xin cảm ơn quý cha đồng tế, dù bận rộn với công việc mục vụ, nhưng vì tình thương mến và mỗi giây liên đới, quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho con. Con xin cảm ơn quý cha xứ, cha phó, nơi con được sai đến để thực tập mục vụ. Cách riêng là cha Giuse Trần Văn Được, chính xứ Kim Bảng. Cha đã thương đón nhận, tạo mọi điều kiện, hướng dẫn và chia sẻ cho con những kinh nghiệm mục vụ quý báu. Con cảm ơn cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều, chính xứ Đạo Truyền, người đã khơi lên ước muốn dâng hiến nơi con. Cách đặc biệt, hôm nay cha đã về hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn. Để con có được như ngày hôm nay, con đặc biệt ghi ơn cha nghĩa phụ Giuse Nguyễn Văn Tuyền. Cha đã hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành với con từ những ngày đầu đời ơn gọi tu trì. Đặc biệt, trong những ngày này, cha đã cùng với gia đình con lo lắng tổ chức mọi sự cho con. Cha là tấm gương sáng cho đời linh mục của con. Và ngày hôm nay, cha cùng với anh chị em linh tông của con đã về cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho con. Con cũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn cha xứ Phaolô Vạn Văn Mạnh. Trong suốt thời gian qua, cha đã vất vả sắp xếp tổ chức mọi công việc thật chu đáo để thánh lễ tạ ơn của con hôm nay diễn ra thật trang nghiêm và sốt sáng. Con cũng xin hết lòng cảm ơn quý thầy, quý sơ vì mối thân tình với con, hôm nay đã về dâng thánh lễ cầu nguyện cho con, cũng như cộng tác để thánh lễ tạ ơn hôm nay được long trọng sốt sáng. Con xin cảm ơn mọi thành phần trong giáo xứ Cổ Liêu. Cách riêng, con xin hết lòng cảm ơn Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cổ Liêu, Ban Phục vụ, Ban Ca đoàn, Ban Kèn, Ban Lễ Tân, Ẩm thực, Ban Truyền thông, Ban Văn nghệ, Âm thanh, Ánh sáng, Ban Bảo vệ, Trông xe, đã không quản ngại vất vả, mệt nhọc để cộng tác với cha xứ và san sẻ gánh nặng tổ chức với gia đình con,
để thánh lễ diễn ra mọi sự tốt đẹp. Con xin chân thành cảm ơn quý ban hội đồng mục vụ, các xứ, các họ trong tổng giáo phận, quý ân nhân, thân nhân, bạn học, quý khách xa gần vẫn luôn yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ con cả về vật chất lẫn tinh thần. Cách đặc biệt, quý vị đã hiện diện bên con trong ngày trọng đại này. Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian qua, và nhất là trong dịp tạ ơn này. Cách riêng, quý vị chính quyền xã Quang Lãng và chính quyền thôn Sảo Hạ đã đến chúc mừng và chung vui với gia đình chúng tôi. Những tâm tình sau hết này, con xin được hướng về người thân yêu trong gia đình của con. Đặc biệt, con ghi ơn bố mẹ về công ơn sinh thành dưỡng dục. Dù bố đã qua đời, nhưng con luôn con luôn tin rằng bố vẫn ở ngay bên, đồng hành và bảo vệ cho gia đình. Con cảm ơn mẹ đã hy sinh thật nhiều. Mẹ đã tần tảo thức khuya dậy sớm, siêng năng việc đạo đức để nuôi dưỡng và dạy dỗ anh chị em chúng con nên người. Nhờ thế con mới có được những ngày hôm nay. Em cảm ơn các anh chị đã luôn yêu thương, quan tâm, lo cho em được ăn học và theo đuổi ước mơ hiến dâng của mình. Nhiều năm nay, em không có mặt bên gia đình thường xuyên, và hôm nay là linh mục của Chúa. Với sứ vụ được sai đi, em lại càng xa cách gia đình hơn nữa. Việc chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, em trông cậy vào các anh chị và các cháu. Em xin hiệp ý cầu nguyện cho mẹ và mọi người trong gia đình qua thánh lễ và những lời kinh. Con cũng xin cảm ơn các cô dì, chú bác, các anh chị, các cháu nội tộc, ngoại tộc, trong Nam, ngoài Bắc, đã luôn yêu thương, động viên, cầu nguyện và giúp đỡ con trong suốt hành trình ơn gọi để con có được như ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn tất cả những ai, cách này hay cách khác, đã âm thầm cầu nguyện giúp đỡ mà con không thể kể hết ở đây. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, dẫu biết rằng thiên chức linh mục là hồng ân, nhưng cũng không thiếu những khó khăn gánh nặng trong đời phục vụ. Bởi vậy, con kính xin quý cha cùng toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong ơn gọi linh mục, để con trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước. Một lần nữa, con xin tri ân quý đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hậu và ban muôn phúc lành cho quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn. Con xin cúi đầu bái tạ. Chúng ta cùng đổ một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Để có được như ngày hôm nay, ngày mà cha Giuse của chúng ta được hân hoan bước lên bàn thánh,
thì ơn cha nghĩa mẹ cao vời, ví như non biển ngày ngày chớ quên. Dù con có được tuổi tên, nhờ ơn cha mẹ mới nên phận người. Giờ đây trong tâm tình tri ân công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tân linh mục sẽ trao vòng nguyệt quế cho bà cố. Xin quý cộng đoàn đồng bộ tràng quan tay cùng với tân linh mục dâng lời cảm ơn tới bà cố. Giờ đây trong niềm vui hân hoan thì gia đình cũng có những bó hoa chúc mừng cho tân linh mục của chúng ta. Chúng con xin được trân trọng kính mời. Quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cha đi xe của chúng ta. Tiếp đến để thể hiện lòng biết ơn, tân linh mục có bó hoa thể hiện lòng tri ân tới cha nghĩa phụ Du Xe Nguyễn Văn Tuyền. Xin quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để cùng với tân linh mục cảm ơn cha nghĩa phụ của mình. Và tiếp đến để thể hiện lòng biết ơn của tân linh mục đối với cha xứ Hoàng Nguyên, cha Phaolô, xin quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để cùng với tân linh mục cảm ơn cha xứ giáo xứ Hoàng Nguyên. Vâng, một lần nữa xin quý cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng cho tân linh mục, chúc mừng cho bà cố và gia đình trong ngày vui trọng đại hôm nay. Thank you.
gian bao điều thầm tình yêu thương, gió đưa nhẹ hương lúa rạt rào. Cô Liễu ơi yêu sao có con sông Hồng, vùng đất phù sa bên tôi những ngày thơ ấu. Tháng năm trôi cô Liễu vương cậy trong Chúa, bao tình yêu thương trong tôi ấm bao tình. Cô Liêu ơi yêu sao thánh đường thân quen, từng ngày tôi đến dâng ngài từng lời kinh thắm bao. Chiều ngân nga bay hòa theo gió.